top 10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc năm 2023 phần 2. 6. Mã Vân là nhà đồng sáng lập Alibaba tỷ phú Jack Ma. Trong vài năm gần đây luôn tỏ ra im ắng khi chính phủ nước này thay đổi các chính sách về công ty Internet niêm yết ở nước ngoài khiến ông mất hơn nửa tổng tài sản. Hiện tại, ông vẫn sở hữu khoảng 3,8% cổ phần của Alibaba. 7. Hà Hướng Kiện là nhà đồng sáng lập Media Group và đã từ chức chủ tịch từ năm 2012. Hiện tại, gia đình ông điều hành thêm cả Media Real Estate. Năm 2022, tài sản của ông đã giảm khoảng 25% khi doanh số của Media giảm sút trong tình hình kinh tế khó khăn. 8. Vương Vệ là nhà sáng lập kiêm chủ tịch SF Holding, công ty chuyển phát bưu kiện lớn nhất Trung Quốc và lớn thứ tư thế giới. Trong một năm qua, tài sản của ông đã giảm hơn 3 tỷ đô la Mỹ khi tình hình cạnh tranh gắt gao trong ngành ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết. 9. Lý Thư Phúc hiện là doanh nhân thành công nhất tại Trung Quốc trong ngành công nghiệp ô tô với tập đoàn Zhejiang Geely. Công ty này đang nắm giữ cổ phần trực tiếp và gián tiếp trong nhiều hãng ô tô bao gồm Volvo, Daimler. Trong năm vừa qua, tài sản của ông đã giảm tới gần 5 tỷ đô la Mỹ do giá cổ phiếu của Geely lao dốc. 10. Vương Văn Ngân là nhà sáng lập tập đoàn kim loại Amer International Group nổi tiếng thế giới. Ông hiện nắm giữ 75% cổ phần của doanh nghiệp có trụ sở tại Thâm Quyến này với hơn 30.000 nhân viên và 112 tỷ đô la Mỹ doanh thu. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.